Xin chào tất cả các bạn, mình kayak checker của Đà Nẵng. Hôm nay mình đang ở bờ sông Nhật Lệ thì mình sẽ có cơ hội đi thử một cái cano bằng nhôm của một anh bạn mới quen, và hy vọng hai anh em sẽ có những sự hợp tác ở trong tương lai gần. Thì mình thấy cái thuyền nhôm này nó có rất là nhiều ưu điểm, chẳng hạn như nó nhẹ hơn composite, nó lướt hơn, tốn ít nhiên liệu hơn, và đặc biệt là giá thành nó còn rẻ hơn nữa. Sau khi chạy thử sóng lớn ở cửa biển Nhật Lệ thì chúng tôi đang tiến vào Sunspa Resort ở bên khu villa để chờ anh Trung bộ phận thể thao giải trí anh ra kiểm tra thuyền. Anh nói về cái ưu điểm này, rồi ví dụ như thuyền này thì đi được cái địa hình nào. Nói chung là nhôm thì nó được cái là nhẹ. Dạ. Nó không bị thủy phân. Cái nhôm này là tôi nhập từ Đức về. À. Từ công ty Thyssen Group của Đức về đó. Dạ. Nó dày bao nhiêu anh? Nó dày bao nhiêu? Dày thì mỏng tùy theo cái chất lượng thuyền. Dạ. Cái yêu cầu của yêu cầu của khách hàng. Như vậy chiếc này thì mình đóng được mấy năm rồi anh hả? Cái này đóng được 3 năm rồi. Ủa, 3 năm mà em thấy vẫn còn mới hả? À. Trong cái thời gian 3 năm đó thì anh có để luôn ở trên bờ hay là anh để dưới nước? Để dưới nước luôn á, để ngay cửa biển đấy. À. 3 năm trời. Dạ. Để tôi để thế này để chứng minh là cái nhôm này nó chịu được. Dạ. Nước mặn chịu được với, dạ. Nếu như mà theo cái khuyến cáo của cái nhà sản xuất nhôm á thì cái nhôm này nó chịu được nước mặn hả? Cái nhôm này là sản xuất ra để đóng thuyền, chịu được nước mặn. Nhà sản xuất người ta bảo hoàn trên 20 năm. À. Nhưng mà anh tự tin là cái này cũng cỡ đó, cỡ 20 năm. 20 năm thì không phải đây gì. Dạ. Dạ rồi, em thấy sau khi chạy thử thì thấy nó rất là nhẹ, rất là bốc. Dạ, nếu như mà cái này mà chạy thêm khoảng 6 người đủ tải thì chắc là nó sẽ đỡ sợ hơn. Dạ, lúc nãy ra mấy con sông lớn cũng hơi tê tê. Rồi, một chiếc thuyền trên 3 năm nhưng mà vẫn còn rất là mới, hầu như là không có bất cứ một cái xây xác nào. Rồi, chỉ có một số ít rêu bám vào trong thôi. Chạy ngang lại anh ơi, ngang lại. Dạ, chính xác. Gần vào đi anh, gần vào. Thôi anh gặp vô luôn đi, anh gặp vô bờ luôn đi.
Ăn cặp vô bờ luôn. Dạ. Rồi. Quá đẹp. Khó khó không? Dạ. Composite thì chỗ đó mà rất là khó phá. Tại vì chỗ nó chịu lực, nếu mà bị là chỗ nó vá cũng được, nhưng mà không bị sẽ cái thuyền nó sẽ không đảm bảo nữa. Vì chỗ nó chịu lực chính nè. Anh xoay đi, anh quay đi, xoay xoay một vòng quyển cái đi nè. Quay qua nhà hàng luôn hả? Anh thuyền trưởng đã làm một cú drift xoay 100, 360 độ.